5 sai lầm khi giảm cân khiến bạn ngày càng mập. 1. Lượng calo nạp vào cơ thể quá ít hoặc quá nhiều. 2. Nhịn ăn, đây là sai lầm của rất nhiều chị em đang gặp phải. 3. Uống ít nước, lời khuyên là nên uống từ 2 lít nước trở lên để quá trình giảm cân được diễn ra hiệu quả hơn. 4. Lười vận động, tập thể dục cũng thúc đẩy quá trình trao đổi lượng mỡ thừa trong cơ thể diễn ra một cách tốt hơn. 5. Không kiên trì, đa số chị em đều không tập trung vào việc duy trì thói quen lâu dài nên đa số sẽ thất bại.